Bạc Tỷ, Shark Tank Việt Nam. Sau hai mùa phát sóng đầu tiên, Shark Tank Việt Nam có nhiều thành tích ấn tượng. Chương trình đã trở thành một nơi kết nối các startup tiềm năng với những nhà đầu tư để hiện thực hóa ước mơ của mình. Tại mùa 2, trong hơn 1.000 startup đăng ký tham dự, có 42 startup lọt vào vòng thương thuyết với các nhà đầu tư Shark và được lên sóng truyền hình. Trong số đó, có tới 27 startup nhận được đề nghị đầu tư với tổng số tiền là 206 tỷ 541 triệu đồng, gần gấp đôi con số của mùa 1 là 116 tỷ 651 triệu đồng. Tại mùa 2, Shark Tank Việt Nam, khẩu vị đầu tư của các cá mập cũng có sự khác biệt rõ rệt. Điển hình như Shark Phạm Thanh Hưng luôn hứng thú với những sản phẩm có tính đột phá, sáng tạo. Hay đối với Shark Nguyễn Ngọc Thủy, tôn chỉ đầu tư của ông chính là người và ngành. Về khởi nghiệp thì anh quan tâm một là ngành, ngành nó phải lớn. Thứ hai đó là người, người phải tốt, đủ tốt để có thể lead được cái ngành đấy. Trong khi các nhà đầu tư công nghệ lại muốn startup sẽ là người nắm giữ phần trăm cổ phần nhiều hơn cho những vòng gọi vốn sau, thì các nhà đầu tư truyền thống như Shark Việt, Shark Phú lại yêu cầu nắm giữ phần trăm cổ phần để chi phối. Tôi thì không thích là 25%, tôi ít nhất phải 50-51%. Nếu anh góp 12 tỷ, có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, vốn điều lệ công ty lúc bây giờ là nâng lên 13 tỷ. Phần cổ đông của anh là sẽ là 12 tỷ, trên 13 tỷ. Của em chỉ có 1 tỷ thôi. Đã hoạt động như đâu? Thế là anh sở hữu đến trên mấy phần trăm? Thì anh phải được như thế, chứ còn nếu 25% thì anh không được tư. Đặc biệt mùa 2 chứng kiến sự thay đổi trong phong cách đầu tư, Shark Phú với rất nhiều điều kiện cứng rắn dành cho startup. Tất cả những rủi ro hết đẩy hết tất cả về phía. Đương nhiên cá mập là như vậy. Có thể nói, hầu hết các deal mà chủ tịch Sun House gật đầu đầu tư đều dưới hình thức cho vay trái phiếu chuyển đổi có thời hạn. Bởi với Shark Phú, tôi là nhà kinh doanh thì tôi phải bảo toàn được vốn, vì thực ra để có được đồng tiền đó là mồ hôi công sức của rất nhiều người. Vâng. Và tôi là người cầm cái đồng tiền đó, quản lý đồng tiền đó, thì đồng tiền đó nó phải đảm bảo bảo toàn và sinh lời. Dạ. Kết thúc mùa 2, Shark Nguyễn Thanh Việt có đề nghị đầu tư cao nhất cho 5 thương vụ với tổng số tiền đầu tư lên đến 47 tỷ 150 triệu đồng. Tiếp đến, dù là một cá mập khắt khe, nhưng Shark Nguyễn Xuân Phú vẫn đề nghị số tiền lên đến 37 tỷ 285 triệu đồng với hình thức cho vay chuyển đổi, và Shark Phạm Thanh Hưng ở vị trí thứ 3 với 33 tỷ 870 triệu đồng. Shark Nguyễn Ngọc Thủy với 25 tỷ 835 triệu đồng. Shark Thái Vân Linh cũng không hề kém cạnh với tổng mức là 25 tỷ 116 triệu đồng. Shark Dũng Nguyễn cũng rót vốn 22 tỷ 035 triệu đồng. Shark Louis Nguyễn với 12 tỷ 500 triệu đồng. Và cuối cùng là Shark Hồng Anh với 2 tỷ 750 triệu đồng. Trên tổng số 206 tỷ 541 triệu đồng được rót vào các startup, thương vụ 1 triệu đô la Mỹ của Shark Phạm Thanh Hưng và startup Power Centric với sản phẩm Mopo pin tích điện từ năng lượng mặt trời được ghi nhận có deal size lớn nhất mùa 2. Đây là tin vui cho các startup sở hữu công nghệ tái tạo từ năng lượng xanh bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng rất chú ý và ưu ái những startup quan tâm đến sự phát triển bền vững của xã hội, như nông sản hữu cơ Hoa Nắng đã tạo nên cú lội ngược dòng vào phút 89 bằng sự trung thành và tâm huyết với người nông dân Việt Nam. Hay startup We Escape với quyết tâm tạo nhiều sân chơi bổ ích cho giới trẻ. Hay dừa bật nắp Coco Lala, một startup đã cạn vốn nhưng vẫn tìm đến Shark Tank để có thể tiếp tục hoài bão nâng tầm dừa xiêm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hay Trả Lụa Hai Lúa với tham vọng mở rộng bí quyết gia truyền. Qua đó, có thể kết luận rằng điểm chung của tất cả các startup gọi vốn thành công tại Shark Tank Việt Nam chính là tinh thần khởi nghiệp. Bất chấp tuổi tác, dù startup nhí 11 tuổi hay nhà khoa học bất đắc dĩ khởi nghiệp ở tuổi 50. Bất chấp nền tảng giáo dục, dù là startup ưu tú đạt được nhiều thành tựu ở nước ngoài hay cô gái Quảng Nam tay trắng làm nên sự nghiệp. Chính tinh thần dám nghĩ, dám làm, không bao giờ bỏ cuộc cùng sự đàm phán khéo léo, quyết liệt của họ đã khiến hội đồng đầu tư phải nội chiến tranh giành lẫn nhau, tạo nên một Shark Tank Việt Nam mùa 2 đầy hấp dẫn. Shark Tank đã thực sự trở thành kênh tiếp cận nguồn vốn hiệu quả cho các công ty khởi nghiệp. Và hơn thế, mỗi tập phát sóng Shark Tank Việt Nam mang đến những bài học giá trị về kinh doanh và khởi nghiệp, đồng thời lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng có thể tự tin tuyên bố rằng là sau 2 mùa thì Shark Tank Việt Nam đã rất là thành công và thậm chí là thành công vượt mong đợi. Shark Tank vừa là một game show cực kỳ xuất sắc và vừa là một phi vụ đầu tư rất hẳn. Với Shark Tank, đó là một cái chương trình học về khởi nghiệp, hiểu về khởi nghiệp cho toàn dân.
sự tham dự của các bạn startup trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng chứng minh rằng cái tinh thần khởi nghiệp của đất nước chúng ta được phát triển rất mạnh mẽ. Shark Tank mùa 2 cũng đã nhận được sự quan tâm yêu thích của đông đảo người xem, đặc biệt là cộng đồng startup và giới trẻ. Với những bài học kinh doanh thực tế và những thương vụ kịch tính, Shark Tank đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ làn sóng khởi nghiệp. Trải qua 14 tập phát sóng của mùa 2, Shark Tank Việt Nam đạt 45 triệu lượt xem trên Facebook, 30 triệu lượt xem trên YouTube, cùng với đó là 38.000 lượt chia sẻ, 22.000 comment, 260.000 lượt theo dõi trên kênh YouTube. Ngay sau phát sóng, các Sharks đã nhanh chóng thực hiện quá trình due diligence, thẩm định doanh nghiệp để đi đến quyết định đầu tư. Mopo, bình chứa điện năng lượng mặt trời, số tiền đề nghị trên sóng 1 triệu đô la Mỹ cho 25%, số tiền đầu tư thực tế 1 triệu đô la Mỹ, hiện trạng giải ngân đợt 1, doanh số tăng 2.000%. ShoeX, số tiền đề nghị trên sóng 4 tỷ cho 36%, số tiền đầu tư thực tế 1,4 tỷ cho 10%, hiện trạng giải ngân giai đoạn 1. CDTS, trang phục bảo hộ lao động, số tiền đề nghị trên sóng 5 tỷ cho 36%, số tiền đầu tư thực tế 10 tỷ cho 36%, 5 tỷ cho vay ưu đãi, hiện trạng giải ngân 8 tỷ, doanh số tăng 300%. Hoa Nắng, gạo hữu cơ, số tiền đề nghị trên sóng 10 tỷ cho 51%, số tiền đầu tư thực tế 10 tỷ, hiện trạng giải ngân giai đoạn 1. Jobs Go, ứng dụng tìm kiếm việc làm, số tiền đề nghị trên sóng 2 tỷ cho 10%, số tiền đầu tư thực tế 5 tỷ cho 20%, hiện trạng giải ngân 5 tỷ. Viral Work, nền tảng thông minh kết nối brand và micro influencer, số tiền đề nghị đầu tư 300.000 đô la Mỹ cho 15%, số tiền đầu tư thực tế 300.000 đô la Mỹ cho 15%, hiện trạng giải ngân giai đoạn 1. We Escape, trò chơi nhập vai thực tế 5D, số tiền đề nghị trên sóng 5 tỷ cho 36%, số tiền đầu tư thực tế 5 tỷ cho 36%, hiện trạng giải ngân giai đoạn 1. Talks Cafe 100% English, số tiền đề nghị trên sóng 5 tỷ cho 45%, số tiền đầu tư thực tế 5 tỷ cho 45%, hiện trạng giải ngân 2 tỷ cho giai đoạn 1, doanh số tăng 200%. Pema, nhà hàng chay, số tiền đề nghị trên sóng 3 tỷ cho 80%, số tiền đầu tư thực tế 10 tỷ cho 80%, hiện trạng giải ngân 5 tỷ giai đoạn 1. Trẻ Bưởi Bé Bống, số tiền đề nghị trên sóng 300 triệu cho 30%, Trang Thủy đề nghị tặng học bổng 500 triệu, số tiền đầu tư thực tế 300 triệu cho 30%, Trang Thủy tặng học bổng 500 triệu, hiện trạng đã giải ngân và Bé Bống đã nhận học bổng. Dota, cầu dắt xe thông minh, số tiền đề nghị trên sóng 4 tỷ 650 triệu đồng cho 20% khoản vay chuyển đổi, số tiền đầu tư thực tế 4 tỷ 650 triệu cho 20% khoản vay chuyển đổi, hiện trạng giải ngân giai đoạn 1. Thương vụ Quảng Thị, Shark Tank Việt Nam mùa 3 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần từ ngày 24 tháng 7 năm 2019 trên sóng VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Offer. Cái offer của Shark Phú.